Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ cái hình này, hình số 15. Thì tôi sẽ dùng công cụ Snipping Tool để tôi chụp cái màn hình này, tôi dán bên AutoCAD cho dễ dễ nha. Các bạn để vô cái ô sạch này nè, gõ Snipping ha, Snipping Tool nè, đây, click vô đây. Đó, các bạn vô mode nè, Rectangular Snip nè, chọn vô này, rồi các bạn click kéo ra. Rồi, thả ra. Rồi, Ctrl V. Dán vô đây. Đó. Xong các bạn vô cái view nè. Vô cái view bộ configuration, vô cái tool nè. À. Rồi mình nhảy qua bên trái nè, cái view bọt bên trái nè. Kéo thằng này xếp nhỏ lại. Đó. Bàn nó qua ha. Dùm nó lớn lên tí để thấy các cái số liệu. Rồi ok được rồi. Đây nhảy qua bên cửa sổ bên phải nè. Đó thì tôi phân tích cái hình nè, cái hình ngoài đây là cái ellipse nè. À, có cái trục lớn đó là 200 và trục nhỏ là 160 nè. À, tôi gọi cái lệnh vẽ ellipse đó, phím tắt nó là EL nè. Enter nè. Đó, nó hỏi xác định cái điểm đầu tiên của trục ellipse đi, click lên cái kéo ra. Bật F8 lên. À, kéo về bên phải nhập 200. Enter. Đó, zoom to lên, zoom to lên. Rồi. Tiếp theo cái trục nhỏ là 160 á, mà ở đây nó tính là bán kính của trục nhỏ nha. Vậy là 80 thôi, mình nhập 80 vô nè, enter. Đó, đây ta được cái ellipse ngoài rồi. Đó, bây giờ ta coi nè. Đến ta vẽ cái này. Thì ở đây ta vẽ một cái đường tròn đây và đường tròn đây với cái đường kính là 30 ha. Và cái từ đầu mút bên đây vô đây là 35 ha. Thì tôi gọi gì lệnh vẽ đường tròn là C này, enter. Đó. Tôi mới dùng cái gọi là checking point ha, TK, các bạn gõ TK cho enter. À, các bạn click vô điểm này, kéo qua đây, nhập 35. À, TK là lệnh dò điểm á, dò theo trục á, đây 35. Các bạn nhập 35 vô cái nó dịch cái nút ngay đây. Thì các bạn muốn vẽ đây thì qua enter cái nữa nó nhận cái điểm đó làm tâm đường tròn. À, và đường kính các bạn nhập vô D nè. Đó, đường kính là 30, nhập 30 vô, enter. Đó, xong. Các bạn ở đây vẽ cái hình tròn bên đây thì các bạn có thể copy qua dùng lệnh CO nè, enter nè, chọn này nè, enter nè, chọn vô tâm nè. Đó, chọn cái điểm nắm á, click vô kéo qua, nhập vô 30 ha, 30. Enter. Escape ra. Đó, thì tâm này cách tâm này 30 nè, thấy không? Rồi sau đó mình gọi lên line nè, enter nè. Vẽ đường này qua đây. Enter kết thúc lệnh, enter lặp lại lệnh nè, dưới này qua đây. Đó, enter nè. Rồi mình dùng lệnh chim nè, TR enter nè, enter hai cái. Chim giữa này đi, chim cạnh này đi, chim này đi, chim này đi. Đó là ta xong cái đường này, escape ra. Rồi. À, tiếp theo là mình vẽ cái đường tròn R40 này ha, cách cái điểm bên đây là 60. À, mình cũng gọi lệnh vẽ đường tròn là C nè, enter nè. Mình dùng TK nè. Enter nè, click vô đây. Cái điểm bên cùng nè, click vô điểm này. Kéo qua đây. Ha, nhập 60 vô. Enter. Enter một cái. Đó, nó bắt cái điểm này. Và cái bán kính mình là 40, nhập 40 vô. Enter. Thấy chưa? Cái lệnh TK rất là hay các bạn. Rồi. Bây giờ mình sẽ vẽ cái polygon này ha. Lục giác. BOL nè. Enter nè. Tâm. Sáu cạnh. À, rồi tâm đâu? Tâm ở đây. Trùng với tâm đường tròn. Rồi. À, nội tiếp hay ngoại tiếp ở đây mình thấy là cái khoảng cách này 52, vậy là mình phân tích là nó sẽ là cái đa giác này nè, nó sẽ ngoại tiếp nha, ngoại tiếp nè. Đó. Cái đường tròn có cái bán kính bao nhiêu thì ở đây nếu như các bạn nhập bán kính bình thường á, nó sẽ không có cái đỉnh này, nó sẽ không có nó như thế này nè, nếu nhập bình thường là cái đỉnh cái cạnh nằm ngang này ha, cho nên mình quay qua đây thì mình dùng ha, mình dùng cái tọa độ tương đối cũng được nè, shift amok để mình xác định cái điểm hông bên đây nè ha, shift amok nè, có phải điểm hông bên đây á là theo phương x á là 52 chia 2 không, là tọa độ x nè, 52 chia 2 nè. Rồi tà độ y là không nè, ha, enter. Đó, các bạn thấy không, nó có nhiều cách vẽ nha, còn không các bạn cứ nhập cái đường tròn nội tiếp trong đa giác này ha, bán kính của đường tròn nội tiếp trong đa giác này đó, rồi các bạn quay lại ha, các bạn dùng lệnh rotate. Đây tôi vẽ theo cái cách khác nha, để tôi delete cái này đi, tôi vẽ lại cái polygon này, BOL enter nè, sáu cạnh enter nè,
tâm nè, đây nè, thấy không? À, ngoại tiếp nha, ngoại tiếp nè. Rồi, bán kính là của đường tròn ngoại tiếp nha. Các bạn thấy nè, mặc dù tôi để như nè, à, bán kính là 52 chia 2 nè. Không? Enter. Các bạn thấy không? Mặc định của nó là nó sẽ nằm ngang đây. Sau đó mình sẽ quay lại, mình dùng lệnh rotate ha. Nếu các bạn học lệnh xoay rồi á, thì dùng cái cách này được. R rotate nè. RO enter. Chọn đối tượng, click chọn cái đa giác này, enter nè. Kết thúc chọn cái tâm xoay đây. Đó, các bạn xoay đi 90 độ ha. Các bạn có thể kéo lên đây hoặc là nhập 90 độ vô. Enter. Đó, hai cách, cách nào cũng được. Rồi. Vậy là xong, bây giờ ta sẽ tạo layer và ghi kích thước ha, và vẽ đường tâm. Thì ở đây mình cần là một cái layer đường tâm, một layer đường thấy và một layer kích thước ha. Lên tạo layer này, LA này, Enter này. Đây vô new cái layer này. Đầu tiên layer đường thấy nè. Đó, đường thấy à, màu đen, nét liền, bề rộng nét là 0.5 à, ok nè. Layer thứ hai là layer kích thước. Đó, layer kích thước màu hồng đi, ok. À, đường liền nét là nét mạnh 0.09. Rồi thêm một layer nữa, đó là layer đường tâm. Layer đường tâm, layer đường tâm thì cho màu đỏ đi, hay màu sắc là màu đỏ nè. Đường tâm không phải là đường liền, không phải đường continuous mà là đường center. Lít vô chữ continuous, bấm vô load nè, lăn lăn xuống tím center nè, đây ok nè, load nó ra nè, chọn vô center nè, ok nè. Đó, thấy chưa? Rồi, đường tâm là đường mạnh 0.09, ok rồi. Lâu lại, mình quét chọn tất cả thằng đường thấy này, quăng nó vô layer đường thấy. Đây, bật cái show layer quay lên các bạn cho dễ thấy. Rồi, thấy chưa? Đẹp chưa? Quá đẹp. Bây giờ mình sẽ vẽ hai cái đường tâm nó line nè. Vẽ đường tâm nè. Đây. Đó. À, vô đây. Đó. Rồi xong các bạn nắm đầu mút này. Dù tôi muốn cho nó qua đây là 10 đi, enter. Nắm đầu mút này kéo qua đây nhập 10, enter. Rồi, line nè. Đường tâm đứng nè. Đó, bấm vô đây. Lít vô ô xanh này kéo xuống đây ví dụ 10 nè. Đó. Lít vô đây kéo này 10 nè. Đó, sau mình chọn hai cái đường này, mình quăng nó vô layer đường tâm. Đây. Quá đẹp thấy chưa? Rồi, bây giờ mình tiến hành ghi kích thước thôi. Thì mình nhảy vô layer kích thước mình đứng nè. Rồi, bắt đầu mình ghi nè. Ghi kích thước ngang trước nè. Đây, từ đây qua đây là 200 nè. Thấy chưa? Rồi, từ đầu mút này tới cái điểm tâm này. Đó, 35 nè. Thấy chưa? Từ cái điểm tâm này qua điểm tâm bên đây. Đó, các bạn zoom to nè, lít vô cái đầu mút này nè, đó 30 nè. Rồi, lặp lại lệnh nè, từ này qua tâm này. Đó, các bạn kéo qua đây, lít vô đây. Đó, cho nó ngang, thấy không? 60 nè. Rồi, lặp lại lệnh nè. Đó, cái thằng này, từ mép này tới mép này kéo ra 30 nè. Rồi, lặp lại lệnh ghi kích thước nè, từ mép này tới mép này kéo ra 160 nè. Rồi, từ mép này tới mép này 52 nè. Rồi, ghi bán kính nè, bấm vô đây nè. Vô radius nè. Bán kính nè. Đó. Rồi ta thấy nè, bây giờ ta vô view nè, ta trả lại một cái viewport thôi, single nè. Đó. À, giờ mình thấy nè, cái hình của mình á, cái chữ của mình nó chưa to lắm ha, tăng cái chiều cao chữ lên một tí, vô dimension type nè, tức là D enter á, vô modify nè, vô cái text nè, tăng cái text này lên, ví dụ tôi cho text này lên 4 đi. À. Rồi. Cái chiều qua cái thẻ symbol and row nè, tôi cho này lên 3.5 đi. Rồi mấy cái này thì sao, cái standpoint này ha, tôi cho lên 2.5 đi. Thằng này này để nguyên cũng được. Rồi thằng chân cái chữ đây, thằng này cho lên 1 đi. Rồi các bạn chọn vô a kết ISO này để cho nó cái bán kính nó bẻ dáng nghiêng dáng ngang vậy. Rồi lâu lại đó chưa, rất là đẹp. Rồi đó, cái hình góc mình đâu, thấy chưa, so sánh hình góc. Cái này là hình chụp nè, mình có thể mua nó qua, chọn đây lít đánh khoảng trắng một cái, mua nó dần tới. À, rồi mình có thể dùng lệnh SC
SC nè, lên scale đó, enter nè. Đó thì lúc này tôi scale nó lại 0.3 đi. Đó để mình so sánh giữa cái hình mình vẽ với lại cái hình gốc của anh ta có giống chưa. Rồi SC lần nữa nè. Dù scale xuống 0.5 nữa. Đó. Move nó lại gần gần với cái hình mình vẽ này, Ctrl L bỏ đi nè. Đó, xem nó giống chưa. Đó, thằng này cong cong vậy. À, thằng này kéo ra ngoài. Đó. Đó, giờ đó, thằng này 52 kéo xuống đây, tức là mình chỉnh sửa cho nó càng giống đối tượng gốc càng tốt. Ví dụ vậy ok rồi. Hiện giờ thì cái chữ nó cũng chưa đạt đúng không? Tăng cái chiều cao chữ lên một tí nữa, vô dimension type, vô modify, tăng cái text này lên 6 đi. Ok. Ok rồi, đó thấy chưa? Rồi, delete này đi. Đó, zoom, enter, e, enter. Đó, quá đẹp. Rồi, vậy là đạt. Như vậy là tôi vừa mới hướng dẫn các bạn vẽ xong cái hình này. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau.